Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã thường xuyên ghé vô kênh Châu Trường Vlog để theo dõi mỗi ngày. Và để tiếp tục chương trình, tôi vẫn như thường lệ đọc những câu ý kiến và bình luận của quý khán thính giả. Rồi có những cái bình luận nào, ý kiến nào chia sẻ được thì tôi chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là tiếng nói của anh và anh Duy Hùng rất có giá trị về trí thức và nhân cách cũng như đạo đức của con người Việt Nam ở hải ngoại. Rất quý mến anh và anh Hùng. Một bạn khác ủng hộ kênh, chúc sức khỏe anh nhé. Một bạn khác thì viết nếu Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong mà làm trùm của Bosa thì thật là nghiệp chướng của những người tự xưng chính nghĩa quốc gia. Nên việc lợi dụng những việc có liên quan đến Việt Nam bị những người chống cộng cùi kiếm cơm xuyên tạc vu khống cũng không có gì lạ. Việt kiều sống trên đất Mỹ là một nhóm người thiểu số, người ta có coi ra gì đâu. Đâu có bạn, coi trọng lắm chứ. Dù là thiểu số nhưng bạn biết rằng là nước Mỹ rất là nhiều dân thiểu số. Tuy nhiên, dân Việt Nam chúng ta là cái gì cũng nhất. Nhất từ hải ngoại, nhất từ cho tới trong nước. Cho nên bạn không có thể chê Việt Nam chúng ta được. Người Việt chúng ta dù đi bất cứ nơi đâu, dù nếu bạn không thích một số người chống cộng, những người chống chính quyền, chống chính phủ, nhưng đó đâu phải là tất cả mọi người, chỉ chưa tới 1%. Bạn phải nhớ vậy, là chưa tới 1%. Vì thế mà nhiều người Việt chúng ta được trong các giới chính quyền, nói chung mọi giới, khi mà biết tới trong các công xưởng mà làm chung, khi biết tới họ là người Việt thì họ rất là kính nể. Bởi vì tất cả họ đều học ở trong các cái trường trung học và đại học, cho nên họ biết cái khả năng và trình độ cũng giống như sự khôn ngoan và lanh lẹ của người Việt chúng ta. Dù sao, dù mặt trái nó cũng có đó, nhưng mà mặt phải nó cũng có. Tuy nhiên mặt phải nó nhiều hơn. Mặt trái chỉ đến và chỉ những người ngày xưa, những người lớn ngày xưa, họ không hòa nhập được. Cho nên những mặt trái, mặt phải nó xảy ra là chuyện thường xuyên, như tôi đã kể như quý vị nghe đó. Chứ không hẳn là tất cả người Việt. Vì vậy các bạn đôi lúc cũng không nên quá coi thường người Việt ở hải ngoại. Nhiều khi những cô cậu Việt kiều, những anh chị Việt kiều về thì coi thường những người trong nước, mà ngược lại những người trong nước cũng là lại coi thường người Việt ở hải ngoại. Cho nên tôi muốn cho các bạn hiểu rõ, ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Vì vậy, người nào mình nói chuyện về người đó, không nên nói chung chung được. Trong nước, Huy ôm trùm gà. Khi sang nước Mỹ, khi sang được Mỹ làm trùm truyền thông Bosa, từ nghị đến quan, tôn làm thủ lĩnh, cúc cung hết lạc. Tức là từ nghị đến quan, từ thị trưởng đến nghị viên đều là tôn làm thủ lĩnh. Bây giờ mình có một số câu bạn đối hỏi và chia sẻ và bình luận về ông Hà Văn Sơn. Mình dành ba câu liên tiếp này để bình luận, và mình cũng dùng cái ông Hà Văn Sơn để làm tiêu đề chiều hôm nay. Anh Hà Văn Sơn là người cực đoan, ngạo mạn, trịch thượng và rất bảo thủ, trong khi sự hiểu biết anh ấy rất giới hạn. Người như anh ấy thường rất ít thành công. Còn con đường đấu tranh của anh ấy, tôi nghĩ cũng chỉ là kiếm cơm mà thôi, chứ chẳng có mục tiêu và lý tưởng gì. Còn Nguyễn Phương Hùng thì tiếp người thiếu tin cậy, chơi với người như Hùng thường không có kết quả.
Một bạn khác thì viết ông Hà Văn Sơn không có lập trường ông Hà Văn Sơn không có lập trường nhất quán, lúc ca ngợi, lúc chê bai, chửi bới giữa hai thể chế chính trị. Tay Nguyễn Hồng Phúc cũng vậy, những người như vậy không thể tin tưởng dù họ quay xe hay quay lưng. Hà Văn Sơn đã bắn mình cho Tàu là chắc 100% luôn. Tôi thấy tay đó không đáng để bàn tới nữa. Một con người chơi cả Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Việt Nam nhưng lại ca ngợi Tàu một cách giật mình. Thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà bạn cũng biết rằng là đối với một người làm truyền thông thì cái gì họ cũng nói, và người nào họ cũng tiếp xúc, còn trong đầu trong óc họ theo ai thì tôi không biết. Bạn, tôi ghi lại những bình luận của bạn và viết lên đây, hy vọng ông Hà Văn Sơn trả lời, trả lời bằng cách nào cũng được tùy. Chỉ có những người Việt chân chính mới trở về quê hương đất tổ. Một bạn khác: dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm súng, ta kêu xa. Thì có bạn cho thắc mắc, trả lời lại câu của bạn này: vậy ôm súng ra lấy Hoàng Sa, Trường Sa đi. Thủ lãnh là Huy nghiện thì hiểu chính phủ Bosa như thế nào rồi. Thôi kệ, để nó sủa bậy kiếm sống. Một bạn khác: chống cộng đã lỗi thời, Việt Nam Cộng Hòa đã đầu hàng, Việt Nam hòa bình gần 50 năm, Taliban hòa bình, phản bằng Mỹ bỏ. Tức là bạn này đại khái nói rằng là Taliban cũng đã hòa bình, những người phản bội là bị Mỹ bỏ, đại khái là như vậy. Và chống cộng đã lỗi thời, Việt Nam Cộng Hòa đã đầu hàng, Việt Nam hòa bình gần 50 năm. Bạn nói không sai, Việt Nam đã hòa bình 50 năm và chống cộng cũng đã lỗi thời, thì bây giờ còn dừng 1%, vài trăm bạn đi theo để mà kiếm ăn kiếm tiền chứ có chống cái gì đâu. Rồi Việt Nam Cộng Hòa đã đầu hàng, đúng, ông Dương Văn Minh đầu hàng, ông Dương Văn Minh lên đầu hàng rõ ràng mà, ông Dương lên làm tổng thống sau khi ông Trần Văn Hương giao cho ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống thì ông Minh đầu hàng. Mà khi một chính phủ, một chính quyền đầu hàng thì chính phủ và chính quyền đó không còn hiện hữu trên trái đất này nữa. Thì cả lá cờ và cả áo quần màu mè rồi gì đó cũng là chẳng qua là chỉ gợi lại cái chuyện nhớ thương, bị mất mát, mất tiền, mất bạc, mất chức, mất lo, đủ thứ hết. Bây giờ ôm lá cờ để an ủi, nhưng mà đó chỉ một số, một phần nào đó thôi, một phần nào đó thôi. Còn chống cộng, làm sao mà chống cộng đấy? Chẳng qua là nó dùng cái chiêu bài chống cộng để nó kiếm ăn, kiếm tiền, quyên góp tiền bạc bỏ túi. Làm sao mà chống? Tôi đã nói thường hoài, đã nói hoài rồi. Bên kia bờ Thái Bình Dương là Cali, là gần nhất của Việt Nam đó. Bên này Thái Bình Dương là Việt Nam. Đi máy bay ngang bờ biển Thái Bình Dương hơn 10.000 cây số thì quý vị nghĩ nó xa tới cỡ nào? Đi trên biển đó, vượt Thái Bình Dương đó, thì làm sao chống? Có cái gì để chống? Tiền bạc cũng không có. Mỗi lần đi hô hào, đi biểu tình là phải đi xin bánh mì của Ly Sân Quýt hay là của những cái tiệm bánh mì nào đó, xin nước, xin cơm, xin xôi, mang theo bỏ bịch bỏ bao, người xách bao bao lên xe buýt rồi kéo nhau đi chống cộng.
Ngày xưa đánh giặc bằng xe tăng, bây giờ đánh giặc bằng xe buýt. Quý vị thấy như thế nào? Mà nhiều người lại không biết mắc cỡ, vẫn hô hào ta đây là chống cộng, chống đến chết, chống đến chết, chống đến chết. Nhiều người chết rồi, rồi còn nhiều người chống gậy cũng sắp chết, thì chắc chắn là chống đến chết là như vậy đó, như vậy đó. Chỉ có những người Việt chân chính mới trở về quê hương đất tổ. Rồi, này đọc rồi. Mình quên gạch đó, cho nên mình đọc lại. Những người như mẹ con Trương Quốc Huy và Trần Nhật Phong rời khỏi Việt Nam, đất nước khỏi ô nhiễm. Chúc anh Châu Trương vui khỏe, hạnh phúc, thành công. Anh là con người cũng giống như bạn mà. Anh chàng mọi người cũng giống là con người thôi. Mà tại sao là ô nhiễm? À, tức là ô nhiễm vì tư tưởng. À, tư tưởng không có ô nhiễm được. Bởi vì tư tưởng của người ta khó mà đưa những cái chất xấu vô trong con người lắm. Chẳng qua là nhiều khi đó là cái công việc phải làm, đó là cái nơi mục đích để kiếm sống thì phải làm thôi. Những kẻ này bất chính vô ơn, Việt Nam nhân đạo cho đi. Trùm Bô Sa bao giờ cũng là Hoa Kỳ, người gốc Việt chỉ là kẻ làm thuê. Bạn nói vậy thì cũng không đúng. Hầu như hơn 50% người Việt chúng ta ở Mỹ là làm chủ đó. Chủ nhà hàng, chủ bánh mì, chủ quán cơm, chủ nail, chủ tóc, chủ, rất là nhiều chủ. Và những người làm nail trong những tiệm nail vẫn là chủ trong một cái bàn, làm chủ một cái bàn. Hoặc là làm cho tất cả, cho chủ thì làm thuê cho chủ. Còn mình có thể mướn một cái bàn để đó, rồi mình ăn tiền chia hay là trả tùy thế nào giữa chủ và bạn. Cho nên bạn không có nên coi thường người Việt chúng ta quá đáng. Bởi vì ai cũng muốn làm chủ, người Việt chúng ta cũng muốn làm chủ. À, bạn không chưa qua Mỹ, chứ bạn tới những cái khu Việt Nam, hàng hàng lớp lớp tiệm đồng mập như nấm. Mà bây giờ sau cái trận Covid và bây giờ ở Cali, tiền nhà tiền cửa lên, tiền giờ trả nhân viên lên, rồi vật giá lên, thì phải buôn bán giá cao lên thì kinh tế nó sẽ xuống lại. Xong cái trận kinh tế này mới biết ai sống ai chết và ai cổ. À, ai ngáp ngáp, đại khái là như vậy. Kinh tế thị trường thì nó có lên xuống và xuống luôn và lên luôn, mà lên luôn thì khó lắm. Ít khi mà lên luôn thì lên tới trời rồi, xuống thì dễ nhưng mà lên rất là khó. Đó là cái đời sống và tình hình của người Việt chúng ta ở hải ngoại. Còn những người đi làm hãng xưởng làm thuê là những người kỹ sư, không chứ phải giỡn nhá. Kỹ sư đi làm các cái hãng như Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Intel. Nói chung Việt Nam chúng ta làm những cái hãng lớn rất là nhiều, các bạn không biết đâu. Nếu các bạn biết thì các bạn sẽ kính nể liền. Đó là cái lớp trẻ sau này. Kỹ sư cũng ra làm thuê, bác sĩ cũng ra làm thuê cho bệnh viện. Rồi nếu ai muốn mở một phòng mạch riêng ở ngoài khám thì khám, mà bắt buộc phải làm cho bệnh viện, cũng là làm thuê. Rồi kỹ sư nào trong hãng cũng làm thuê. Giáo sư, tiến sĩ học ra cũng phải làm thuê, đi dạy học cũng phải làm thuê cho trường học, trường đại học để lĩnh tiền, lĩnh lương. Cho nên chỉ có tự mình làm, dù là tự đi bán vé số, tự đi bán bánh mì, tự đi làm nail, tự đi cắt cỏ, tức là mình tự làm chủ lấy. Còn mọi thứ đều cũng phải là đi làm thuê. Bán một tô bún, bán gánh bún cũng là mình tự làm chủ. Đó, đó là lý do mà người Việt chúng ta khi xa quê hương đất nước, họ sẽ khi mà có một chút vốn rồi, có môi trường rồi, họ sẽ mở tiệm tùng để lập chủ.
cho bản thân còn hơn đi làm cho hãng xưởng Mỹ là như vậy. Vì vậy, bạn trong đầu óc của người Việt chúng ta, người nào cũng muốn làm chủ hết, người nào cũng muốn làm lãnh tụ hết, người nào cũng muốn làm tủ lạnh hết, người nào cũng muốn làm lãnh đạo. À, tới cùng đi không nổi cũng muốn làm lãnh đạo. Giống như ông Biden, nếu mà ông Biden vừa rồi bạn thấy đó, nếu mà các cái đảng dân chủ, đảng viên như đảng dân chủ mà không áp lực, không nói quá thì ảnh đâu có chịu bỏ cuộc đâu. Nhiều áp lực quá, cuối cùng phải bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ đảng dân chủ chưa biết sẽ đề cử ai ra làm ứng cử viên tổng thống để đấu lại với ông Trump. Bởi vì ông Biden là ông chỉ endorse, tức là đề cử thôi, chứ không đảng mới cử. Đảng dân chủ sẽ đại hội vào tháng tới thì lúc đó mới đề cử người nào ra làm tổng thống, rồi ra để mà thi đua chạy vào tòa Bạch Ốc, rồi mới kiếm thêm một người đóng vai phó tổng thống cùng bên nhau. Đó là cái đời sống và tình hình bầu cử của nước Mỹ những ngày sắp tới. Nó còn đang rất là nhiều chuyện hấp dẫn. Chúng ta, các bạn dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng cần theo dõi, cũng cần theo dõi cái đời sống của nước Mỹ, cần theo dõi cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ. Bởi vì một vị tổng thống của nước Mỹ nó ảnh hưởng trên toàn thế giới, kể cả kinh tế và chiến tranh. Cho nên chúng ta mọi người cần phải quan tâm và để ý tới. Mà khi kinh tế của nước Mỹ xuống thì cả thế giới cũng bà đều xuống theo, như tình hình bây giờ, như tình trạng bây giờ vậy. Lần đầu tiên nghe Trương Quốc Hy nói tôi không chịu nổi 20 phút. Bà khác trả lời 20 phút còn chịu nổi, chứ 2 phút thôi đã nổi da gà, muốn đập cái điện thoại. Bạn nói quá đáng bạn. Nói thật chứ, chẳng qua là anh, mỗi người có mỗi cái tài riêng. Tôi cũng công nhận là anh Trương Quốc Hy có tài, có tài. Mà cái tài ảnh là cho cái công việc đó, hợp với cái công việc đó. Vì vậy bạn thích hay không thích thì ảnh vẫn làm công việc đó. Một bạn thì viết về tôi như thế này: sức chịu đựng của anh tốt thật. Mình nghe thì nghĩ trên đời này còn thằng xỏ lá như nó thật hiếm. Không phải nói tôi mà nói về trả lời cho hai bạn ở trên đó, chứ không phải nói về tôi. Xin lỗi quý anh chị và các bạn. Xin hỏi anh điều tế nhị này. Thấy cộng đồng bên đó có nhiều người sống độc thân như ông Ngô Kỷ, Anh Phúc, Trương Quốc Hy. Đây có phải là một nét văn hóa riêng hay không dám lấy vợ hoặc không lấy vợ được? Ở bên Mỹ đa số đàn ông độc thân lắm bạn. Độc thân là chưa có vợ, độc thân chưa kiếm vợ, độc thân chưa kiếm vợ được, độc thân vì ly dị với vợ. Cho nên đàn ông Việt Nam bên Mỹ độc thân rất là nhiều. Như tôi cũng đã từng chia sẻ, vì cái thời điểm mà đi vượt biển đó, 10 người đi vượt biển thì chỉ hết 8 người đàn ông rồi, chỉ có 2 phụ nữ. Hai phụ nữ đó là nhiều khi là vợ của ông chủ tàu, chủ ghe, chủ tàu, hoặc là vợ của người tổ chức, hay là bồ của người tổ chức. Còn những người chạy theo, vì lúc đi vượt biển không có ai dám nói cho ai hết cả. Mà đàn ông thì có gan hơn và tiếp xúc nhiều hơn, cho nên họ biết đi vượt biển, ai đi vượt biển, ai tổ chức đi vượt biển. Còn phụ nữ hiếm, chỉ trừ được người nào rủ mới đi thôi. Vì vậy mà khi qua Mỹ,
số lượng đàn ông nó nhiều hơn phụ nữ là như vậy. 10 người đàn ông, 10 người thì 8 người đàn ông, 2 người phụ nữ. Vì cho nên cái thời điểm của thập niên 80, giữa thập 80, 83, 84, 85 đó, khi mà một cô gái từ trại tị nạn qua thì là 10 anh chàng tới chở đi làm giấy tờ này, chở đi làm giấy tờ kia, rồi vô nhà cắt cỏ, vô nhà dọn dẹp, coi như là không cần nhờ cũng tới làm, anh nào cũng muốn tới làm để lấy lòng cô gái, để được cô ta yêu mình. Ta mới 10 anh vô 8, 2 con 8 một cô, hay là 5-6 anh, 3-4 anh vô 8 một cô. Tại vì khi lúc đó người Việt ở Mỹ còn rất ít, mà khi nghe một người nào Việt nào tới, mới tới thành phố gần chỗ nhà mình ở thì vui lắm, thích tới làm quen, trước là làm quen. Nếu có con gái thì 8 con gái người ta, còn không thì vô trường đại học hoặc là vô trường trung học mới gặp nhau, hy vọng mới gặp nhau thôi. Chứ ở Mỹ khó mà gặp nhau giữa người Việt với nhau. Nhiều khi gặp một người tóc đen, hỏi có phải là người Việt Nam không? Nhiều khi nó là người Việt Nam mà nó không nhận nữa, nó lắc đầu. Đó là tình trạng cái thời chúng tôi qua đó bạn. Rồi mà người gái Mỹ thì đây, gái Mỹ thì rất là dễ dàng, chỉ cần vô trong mấy cái bar uống rượu, không bia, mời nó một ly bia đi rượu lại, nói chuyện một lát là dắt đi chơi, ngày mai ngày mốt rủ đi chơi là được rồi. Đó là gái Mỹ, mà đối với gái Mỹ đó là chuyện bình thường, rủ đi phố đi á là chuyện bình thường, hôn hít với nó là chuyện bình thường. Cho nên mà đàn ông Việt Nam thì là không thích gái Mỹ, đàn ông ở bên Mỹ là không thích gái Mỹ, mà phụ nữ có bà thì lấy chồng Mỹ, có bà thì thích gái Mỹ, nhưng mà đàn ông hiếm lắm. Những cái lớp sau này, chứ cái lớp trước không có lấy ít, 10 người, 100 người họa mai 1-2 người lấy vợ là Mỹ. Tôi chắc chắn rằng những kẻ có những lời lẽ nặng nề, nếu không muốn nói là vô văn hóa với nhà báo Châu Trương, 100% là bọn bao que. Người tử tế luôn tôn trọng sự tử tế. Anh Thủy nói đúng sự thật, không xuyên tạc, bịa đặt, chứng tỏ anh là người tử tế. Bọn bao que không yêu sự tử tế là dễ hiểu thôi. Cũng chưa chắc đâu bạn, không ái đâu bạn. Bạn nói cứ là cái đổ thừa cho là bạn bao que, nó không tử tế. Không phải là những người mình không biết người ai thì mình không nên phán đoán. Biết rằng chỉ có một người thôi mà, một người không tử tế, mình không thể nào mà nói hết tất cả mọi người được. Cho nên người nào không tử tế thì mình nói người đó không tử tế, mà mình không cần phải nêu tên thì tự họ sẽ biết rằng họ không tử tế, họ nhột. Cần gì mình phải lớn tiếng hay là nặng tiếng chi cho nó mình. Đó là cái bản tính của mình. Anh chúc Châu Thủy nhiều niềm vui hạnh phúc nhé. Anh chào em. Một ngày có cả Việt Kiều về quê, công an không rảnh đi theo dõi ai cả. Cảnh sát nhân dân quản lý các bác Việt Kiều là ổn nhất. Chào nhà báo Châu Ngọc Thủy, làm báo mà có tâm hồn nghệ sĩ thì càng phong phú về đề tài cũng như chất liệu, phải không anh? Chúc mừng anh. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa nghe một chương trình chia sẻ của Châu Ngọc Thủy. Hôm nay, tối nay chương trình cũng không dài mà cũng không ngắn và cũng không có mấy gì hấp dẫn, phải không quý vị? Thì đâu có phải chương trình thì lúc nào, đâu phải lúc này lúc nọ đều giống nhau, cho nên chúng ta cũng phải lẫn lộn, chia sẻ lẫn lộn mọi thứ để cho cái chương trình nó đầy và được phong phú. Cũng giống như tôi ngày xưa làm báo, đăng truyện ngắn, truyện dài, thơ, vang xuôi, vân vân, đủ thứ, tin tức, chuyện của chàng và nàng, chuyện tử vi, chuyện ăn trộm,
chìm ăn cướp đó. Tức là một tờ báo phải có những đầy đủ cái đề tài như vậy thì không làm cho người đọc chán. Thì cũng giống như chương trình của tôi cũng đều đủ nhiều đề tài như vậy, chửi cũng có, khen cũng có, đủ thứ hết. Thì như vậy thì không khí và cái kênh nó mới hấp dẫn để mọi người thường xuyên vô thăm viếng mỗi ngày. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại sáng ngày mai.